không hành như tiếng vọng trong hang đối với sắc cho đến pháp cũng không hành thường hay vô thường không hành vui hay không vui, không hành ngã hay vô ngã, không hành tịnh hay bất tịnh, không hành không hay bất không, không hành như huyễn, không hành như mộng, không hành như bóng phản chiếu, không hành như tiếng vọng trong hang. đối với nhãn thức cho đến ý thức cũng không hành thường hay vô thường, không hành vui hay không vui, không hành ngã hay vô ngã, không hành tịnh hay bất tịnh, không hành không hay bất không, không hành như huyễn, không hành như mộng, không hành như bóng phản chiếu, không hành như tiếng vọng trong hang vì sao này thiện dũng mãnh vì các pháp ấy có tầm có tứ có hành có quán trong đây nếu bồ tát biết rõ tất cả có tầm có tứ có hành có quán để dẹp tất cả hành và biết khắp các hành mà tu hành bát nhã ba la mật đa thì đó là giảng nói các hạnh của bồ tát Bây giờ bồ tát thiện dũng mãnh bạch phật bạch thế tôn bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thật không thể nghĩ bàn phật dạy này thiện dũng mãnh đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói này thiện dũng mãnh vì sắc cho đến thức không thể nghĩ bàn nên bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì nhãn cho đến ý không thể nghĩ bàn nên bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì sắc cho đến pháp không thể nghĩ bàn nên bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì nhãn thức cho đến ý thức không thể nghĩ bàn nên bồ tát tu hành bát nhã ba La Mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì danh sắc không thể nghĩ bàn nên bồ tát tu hành bát nhã ba La Mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì dứt khỏi không thể nghĩ bàn nên bồ tát tu hành bát nhã ba La Mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì tạp nhiễm không thể nghĩ bàn nên bồ tát tu hành bát nhã ba La Mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì nghiệp quả không thể nghĩ bàn nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì điên đảo tà kiến và các truyền cái không thể nghĩ bàn nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì cõi dục cõi sắc cõi vô sắc không thể nghĩ bàn nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì ngã hiếu tình, mạng sống, sự sanh, sự nuôi, trưởng thành, người ý sanh tuổi trẻ, người làm, người sai làm, người phát khởi, người khiến phát khởi, người nhận, người sai nhận, người biết, người khiến biết, người thấy, người khiến thấy, không thể nghĩ bàn. Nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì địa thủy hòa phong không thức giới không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì hữu tình giới pháp giới không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì bố thí tham lam giữ giới phạm giới, nhẫn nhục, sân hận, tinh tấn, giải đãi, tịnh lự, tán loạn, trí tuệ, ác tuệ không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì tham sân si không thể nghĩ bàn nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì niệm trụ tránh đoạn thần túc căn được giác chi đạo chi không thể nghĩ bàn nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì vô lượng thần thông không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì khổ tập diệt đạo không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì minh và giải thoát không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì trí tận, trí vô sanh, trí vô tạo tác không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì thanh văn độc giác, Bồ Tát Phật địa không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vì pháp của thanh văn độc giác Bồ Tát Phật không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn. Vị trí quá khứ, vị lai hiện tại không thể nghĩ bàn, nên Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì trí vô trước không thể nghĩ bàn nên bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì niết bàn không thể nghĩ bàn nên bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì phật pháp tăng bảo không thể nghĩ bàn nên bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nghĩ bàn vì sao này thiện dũng mãnh vì bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng phải do tâm sanh ra gọi là không thể nghĩ bàn cũng chẳng phải không sanh tâm gọi là không thể nghĩ bàn lại nữa này thiện dũng mãnh nếu nói rằng do tâm sanh ra thì đó là điên đảo còn nói rằng tâm không sanh thì cũng là điên đảo nếu có thể thông đạt tâm và tâm sở đều không sở hữu thì chẳng điên đảo này thiện dũng mãnh chẳng phải bản tánh của tâm có sanh có khởi có tận có diện này thiện dũng mãnh tương ứng với điên đảo nói rằng tâm tâm sở có sanh có diện